Rồi. Chúa. Rồi, tiếp đây. Đây là cái gì? Bắn quần bị thương. Nhớ chưa? Bây giờ bắn quần bị thương như thế sử dụng như thế nào chúng được có bị sẽ bay. Tương tự cái này cũng là những cái ga để mà giảm cái vết thương và lấy cái bắn quần quấn lại xung quanh. Dạ chưa? Rồi, cả này cũng tương tự như vậy, tương tự như vậy. Rồi, là to là nhỏ thôi, tùy vết thương, đúng chưa? Vết thương mà to thì chung là to hay là nhỏ? Cái này là chi? Thuốc. Đi. Ai được chi nào? Cái là chi đây? Thuốc. Samantha, nhờ Samantha đi để làm chi? Đau bụng. Rồi, dùng khi đau bụng. Đau bụng. Dạ chưa? Đưa chảy.